đâu ở đâu đâu chơi xuống. Ui da, ui da ông, ui da ông chết, ui da, ôi ôi trời, cái tay nguyên con gỡ cho nguyên bầy ông luôn rồi. Ôi da, trời ơi, nó chích nguyên cái tay chụp vô cái bầy ong luôn. Nè, nổi ốc cục hết trơn rồi nè. Ôi, nó chích mấy dít vô bàn tay luôn rồi. Trời ơi. Cái miệng mặn xà. Ở da nhất quá nhất rồi bà con cô bác ơi. Ở đâu nguyên bầy ong dướng vô. Dạ. Hòn hòn đá bắt giấy chú. Dạ. Cao Hấn xin chào quý bà con cô bác anh chị em. Thì hồi nãy giờ mấy anh em mình dừng chân tại chùa Săn Tiên. Thì bây giờ bắt đầu là mấy anh em mình bắt đầu di chuyển lên trên đỉnh núi Phụng, lên đỉnh núi Tượng, đến cái địa điểm là Phụng Hoàng Sang. Nơi đó có những cái điều độc lạ hay tâm linh gì thì mời quý cô bác anh chị em cùng Cao Hấn mình với mấy anh em sẽ đi cùng một người anh ở tại chùa dẫn lên chảnh để khám phá. Thì cái đường đi của mình ở nơi này có rất là nhiều phần mồ. Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Cho có mấy con đi nhờ ngang nha mấy quý vị. Đường mòn để đi lên lên đỉnh núi Tượng. Trên đường đi cái đường mòn thì mình gặp rất là nhiều về cái phần mộ. Cảm giác của mình đi cũng hơi lạnh người, nhưng mà mình cũng niệm Phật và xin phép, mình cũng cảm thấy đỡ đỡ. Trời ơi, cái đường gì rất nhiều ngôi mộ luôn, mình đi mình cũng không biết có thể là mình dẫn chân lên hay không. Mong quý vị phước mặt phước mà thì ở chỗ anh cô ở nơi đây thông cảm cho mấy anh em con lên đỉnh núi Tượng để khám phá Phụng Hoàng Sang. Ôi gai mắc cỡ quá trời nhiều luôn rồi. Ui cái da nó bắn. Cái đường đi lên rất là mòn. Nhanh với Nhật. Để đi với coi. Lên đây không khí khí hậu bắt đầu lạnh lạnh hơn rồi. Càng lên cao. Nhật nó đi đường bằng dữ lắm. Ơi. Đây nè, hồ đá đẹp kìa. Này cái chỗ đó. Chỗ đó kìa. Sao chỗ đó bằng phẳng á? Bằng phẳng cái chắc chỗ này là không có trú ẩn được đâu. Dễ bị phát hiện lắm. Là người dân ngày xưa trú bọn con bót á. Xưa đúng rồi. Ở đây có vô số hang động lớn nhỏ khác nhau à. Cho nên là người dân người ta trú ẩn đây rất là đông. Rồi nó mới tìm bằng cách là thả con chó bạch rê đánh mùi á. Ờ, bích tượng rồi. Vậy là chó mệt ghê nó đánh mùi nó mới bắt hơi được. Rồi nó mới kêu ra. Ủa bích đường chứ. Cái đầu nó bỏ bơm vô. Bỏ bơm vô nó tiêu diệt luôn á. Thì nó kêu ra ngoài nó cũng giết. Ủa nó dính dây. Hôm nay mấy anh em mình đi Phụng Hoàng Sang có chú Út cũng là từng sống nơi này từ nhỏ đến lớn để chia lên đó chia sẻ những cái câu chuyện rất là hay và huyền bí nha mọi người. Hay nha mọi người. Cơm làm ơi. Đem cơm cho con hả chú? Nó ở trên này nó dột con. Nè. Cái trà đang sờ lộ trong bãi đá đó, đó ốc. Đâu?
đang lội hai nhánh trong chợ. Con thấy chú Út lội khỏe quá chú. Hả? Chú Út lội quá khỏe. Thì cũng con nãy giờ con đi từ dưới mới tới đây là đuối rồi. Chú Út tại vì sống đây từ nhỏ lội đội đi hoài bởi vì khỏe chú. Ở đây là mấy cái mũi tên mà hướng dẫn này nè chú, là chú Út vẽ hay ai vẽ chú? Anh Chí. Đây mấy mũi tên. Dạ. Tới rồi, trên đó là tới rồi. Tới rồi quý bà con cô bác ơi. Ồ, quá trời mấy con chiếu luôn rồi nè. Quá trời to. Phụng Hoàng Sang. Đây tới Phụng Hoàng Sang thuộc Liên Ngô, Hoa Sơn. Cảnh rất là đẹp luôn. Đến tới đây nó mát. Ồ cái hòn đá nó đẹp quá kìa. Y gan con y gan mai gùa luôn. Ngộ. Y gan mai gùa luôn. Xung quanh cảnh quá trời đẹp luôn. Mình nghe nói là ở trên đây những cái hòn đá hoa văn và cũng như là những hình thù là giống con này con kia rất là nhiều. Để chút xíu mình nhờ chú Út chia sẻ và dẫn mình đi tham quan một số hòn đá giống hình thù những ông này ông kia. Xung quanh thì có võng nghỉ mát cũng như. Ồ, bộ ghế bằng đá hết sức đã rồi nè. Khỏe anh. Có sâm nữa hả? Bữa nay có sâm luôn. Ăn gì vậy? Rồi sao ông lần nào lên đây cũng khoái hủ tiếu trên đây chứ hả? Ăn không tốn tiền, ăn hoài trời. Lần trước cũng vậy. Lại đây nè, để tiền mì, dạ. Cho khách. À vậy đó hả chú? Ăn. Dạ. Mình nói mua để đây mua chung đẹp ăn. Mấy con ăn nữa mấy con cũng gửi lại. Quá mát. Mình lên đây thì được anh Chí đãi uống nước trà cũng như là nước này gọi là hồng hả chú? Sâm hồng. Sâm hồng, là lợ ngọt ngọt rất là ngon. Mình quất ly trà ly sâm hồng luôn nè. Cũng như là bồ đồ. Đó hai tô đó. Rồi thôi để đó hả? Dạ, nấu bằng củi. Ô nấu bếp lò đã quá. Bên đây là ấm nước sôi, còn cái nồi này sâm hồng á anh, cho em coi với coi. Hồ sâm hồng ngổ á cộng đẹp vô vô nồi rồi anh nấu anh bỏ vô tí đường hay sao? Tí đường vậy đó cho nó có vị ngọt chút xíu. Đúng rồi. Vậy là sáng là anh ở trên đây tới chiều mới về. Sáng ngày nào vậy, sáng sớm lên rồi chiều giờ cũng như nấu nước rồi xong mới đầu để nước lọc này cho bà con cô bác uống. Miễn phí hết vậy đó. Dạ. Quá im. Mì gói chai, hủ tiếu chai, nước lọc đồ đầy đủ. Bả giờ ông này ông lên đây như hai lần ông ăn hết trơn. Quá ngon luôn. Ông nhịn đói từ dưới lên đây đó, ông ăn. Ôi ơi nhìn tô hủ tiếu rồi nè, nó đã rồi nè. Hủ tiếu Nam Giang nè. Lên tới trên ngọn núi luôn mà còn được ăn hủ tiếu nữa. Lên trên này mà xem cảnh giếng chùa cũng ngon lắm. Đẹp mà nước trà sâm đồ đầy đủ hết chú. Dạ. Anh Chí có đi đào sâm hồng đào không anh Chí? Thôi để mình ngồi uống nước chút xíu rồi à. Chú Út sẽ chia sẻ những cái câu chuyện về ông bà ngày xưa tiên với ông bà của chú Út tu ở trên đây vị trí như thế nào. Cho em mời quý cô bác đón xem nha. Gần đây gì? Gì được. Lo lắng gì á, thanh nhàn đó là tiên đó. Dạ. Chú Út thường xuyên lội lên trên chỗ này để mình hóng mát không chú? Không phải không mát. Vì lên này cũng như quét tước này cái chùa âm dơ giấy đó dưỡng hương cầu nguyện vậy đó. Vì lên phải có cái miếu chùa thờ phượng mẫu là mình phải vậy là trên đó thờ mẫu. Dạ vậy con có thể con nhờ chú Út mọi điếu thuốc cái đi chú Út, chú Út chia sẻ cho mấy con được hiểu biết thêm về Phụng Hoàng Sang này tiểu sử cũng như lịch sử như thế nào á chú Út. Với ông bà chú Út ngày xưa tu ở vị trí nào chút xíu dẫn mấy con đi tham quan vị trí đó luôn á chú Út. Dạ. Sao mà gọi Phụng Hoàng Sang á chú? Thì cũng
cũng hoàng sang là cũng như mấy cái vị thần á. Dạ. Của này xưa cũng như mấy cái cô mà người ta tu mà cấm khẩu mà người ta trường trai khổ hạnh á. Dạ. Thì người ta cũng thành thần thành Phật mấy. Gọi là Phụng Hoàng Sang có thần nữ tu đó rồi đó. Dạ. Mà xưa có cô đó, cô tám của tu cấm khẩu mà mấy tháng trời nói bằng cái viết không mà sao có nói được ngày vậy thôi, cấm khẩu thôi. Tu mà viết ra giấy, viết ra giấy, thí dụ hỏi chứ không có nói chuyện thường thường không. Dạ. Thường hỏi đây viết chữ vậy thôi, còn mà là mấy tháng mới được nói ngày vậy thôi à. Nhưng mà ta tu đó ta gặp bà. Gặp bà tâm, luôn. Gặp bà tâm. Đi đó trời. Là bà Thiên Hậu ha. Không có. Trà bà Cụ Thiên với. Dạ dạ. Bà Cụ Phẩm Liên Hoa rồi đi trên trời á. Trên bầu trời này. Ừ. Dạ. Cái cổ chấp tay lại có niệm Phật. Cái bà đứng lại liền. Ôi, linh như. Bởi vì con không biết cái chấp tay là cái ấn của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật á. Dạ. Nên bà đi không được. Thế thì có buông xuống sợ quá thấy đó trời buông xuống là bà đi ào quá bằng lần cột chiếu cổ. Rồi từ đó mấy cái cô đó là tên Phụng Hoàng Sang hay là sao mà đặt Phụng Hoàng Sang á chú? Thì thấy mấy cái vị hồi xưa có nhiều cô mà tu trên này nè. Dạ. Là thần nữ rồi hiện đó. Người ta mới kêu Hoàng Sang chỗ thần nữ đó, mấy bà mấy cô ở tu hành. Dạ. Nó mới đặt Hoàng Sang hồi xưa có nhiều người tu. Dạ. Rồi chú Út có nói là ông bà của tức ông bà nội hay gì đó chú Út là dạ. Lên trên đây tu không chú? Là hồi xưa ở Vĩnh Long á. Dạ. Mới lên bốn ghe đi chèo không à. Lên này tu hành. Tu trên Phụng Hoàng Sang này hả chú? Thì lên các nhà vòng vòng ở dưới chân núi á. Dạ. Nhưng mà ông Phật nói nửa sau tàu chạy trên mây, dưới sông ghe lợi người đi khỏi chèo. Dạ. Là hồi xưa ông bà lên chèo không nghe bốn ghe. Dạ. Sao bị giặc miên nó giết hết trơn họ ông nội bà nội tôi ba tôi chú tôi mấy người cô bà con chú bác miên bắn trên ba đó. Cho nên ông Phật ông nói thiên cơ á, hồi xưa hồi chào 45 đi chèo không à. Rồi ông nói nữa sao bà chạy mây dưới sông ghe lại người đi có chèo. Chỉ xong tàu chạy trên bờ xe đưa nam thanh nữ tú đều ưa mà đường đi ngàn dặm xe đưa giờ. Dạ. Ồ, nước sâm uống ngon sao mà thấy nãy giờ dứt mấy ca rồi. Con ca. Còn của nước Bổn Sư á. Dạ. 14 cửa chùa ông cắt hồi đó trong mấy rừng mà chạy lá không à. Dạ. Phi thanh long tam bồng linh hội tú sơn đình hồi mã dạng tiên mà cái chùa của Đức Bổn Sư là nho chỉ nho không thờ chỉ. Dạ. Nho. Mà thờ ông Phật Già Lam lấy còn chỉ nho mà ông Phật Già Lam ông chánh khí thần đó luôn hả. Dạ. Bị gì đạo sĩ nói tướng của tướng quân chánh khí đầy mình. Bây giờ thiên hạ tướng quân không có đi đầu quân thiên hạ cũng tùng phục tướng quân đời đời. Bị gì ổng là người chánh khí ổng tàu nó đem vợ vua mà nhốt chung phòng dạ. Mà ổng không động ổng thắp cái ngọn đèn lên ổng coi kinh xương thu. Bởi trong kinh ổng có nói chánh trực là di thần cổ chí kim, di nhân trung hiếu là cảm thiên địa, mình làm hiếu cha mẹ hai trời thương. Dạ. Mà khởi tại trì trai Phật mới hiển linh. Muốn cầu cái gì phải ăn tương ba ngày. Dạ. Cầu mới linh. Chứ không mình nói lợi vô sinh xâm chứ không có. Dạ, đi đình đi chùa thì mình cũng là đúng là thành tâm thì mình xin người ta mới cho mình quẻ đúng hay sai chính xác ha chú. Cầu à. Dạ. Hồi xưa rồi Vua Dân Dương đó. Ông thừa tướng ông mới biểu ông vua mà lợi đó tìm cái người tài rồi phải ăn tương nhưng mà nằm tại ngai vàng ba ngày mới gặp chứ thôi lợi cả từng không gặp vì ăn tương nằm tại ngai vàng không có lại gần vợ con hoàng hậu gì hết. Yeah. Lợi gặp liền. Còn chùa của Đức Bổn Sư á phi thanh long tam bồng linh hội mà tú sơn đình hội mã văn tiên ông bắt giặc lan ông nói cái chùa tam bủ đó là rồng đỏ nằm dưới biển đó cái đó là cái. Dạ. Biển á con rồng đỏ nằm dưới biển là dưới cái phần đất ruộng chứ không đây. Phải cái chùa ta cái chùa khu di tích lịch sử của bà tam bủ phi lai. Dạ, đó dạ, dạ. Nó là cái đó cái biển rồng nằm dưới á rồng đỏ nữa sao nó tung ra nó rước gì sao tử di tinh tử di là sao vua minh hoàng ra đời
Là nửa sau cũng có Phật rồi mới có vua đó. Là nửa sau con rồng nó mới tung lên. Còn bên núi nước này nè là con chim tu đắc đạo nằm dưới á. Con phi nga nữa nó tung lên nó rước Phật bà. Dạ. Con này con kia đó thì để cho cả nhà lên đây tham quan. Còn bên Bồng Lai là cụ quá. Là ta nói chùa nào cũng con này kia nằm dưới không anh tu lâu năm nó nằm dưới á. Còn Phật cũng cất lên á. Thờ vững á. Con cũng nghe nói là trên cái Phụng Hoàng Sang này là có những hòn đá là dắt giống là nhiều con, rất là những ông này ông kia. Chú Úc có thể chút xíu mình uống trà xong chú có thể dẫn con mấy con đi tham quan những cái hòn đá mà giống ông này ông kia hả chú? Tham quan thì được, là như vậy nè. Bởi vì hồi xưa tôi không có dọn rừng không à. Dạ. Rừng không mà bỏ liều lâu năm rồi mới dọn ra thấy khách đỡ, mấy vị khách quý rồi người ta nhìn người ta nói cái này con này kia đó. Dạ. Là mấy người ta diễn tả như bên đó giống bắt gái. Ta chỉ chỉ hòm dòm thì đi ra bắt gái. Dạ. Không rồi. Vì mình uống nước trà cái mình cho mấy anh em này ăn ăn gì? Hủ tiếu nè. Rồi xong rồi cái đi tham quan mấy hòn đá giống những ông này ông kia hả chú? Dạ. Dạ. Ai lâu cũng biết cả trăm năm nữa. Trăm năm. Rồi bây giờ cái tu mà cái phần xác của mấy người tu thì sao anh? Có nghĩa là bây giờ người ta cũng về đây hết chứ. Dạ. Cái phần xác thì ta có chôn chỗ này chỗ kia rồi nhiều đó. Dạ. Cũng có ta có phần hồn ta về cái đi cái này lên đâu nhỉ? Cái này chỗ cái người tu hành. Chỗ người tu lên để tham quan. Cái đó leo lên trên trên ấy vậy, trên cái miếu hồi nãy đó phải không? Có chỗ ngồi thiền. À chỗ ngồi thiền. Trên đó chỗ ngồi thiền ha chú. Người tu hành ta ở đây không chú? Thì xưa có. Người có là ai vậy chú? Lâu đời rồi quên ra rồi. Dạ. Có cũng là người ta thu chủ đây ha. Rồi, sao giặc miên biết quá chết quá rồi đi. Dạ. Ừ. Anh ơi anh cho em hỏi cái chỗ này là ngày 25 âm lịch đây là mình ghi cái gì anh? Cái đó là cái mấy phái đoàn người ta đoàn Cần Thơ người ta lên người ta ghi cái ngày đó người ta dính ngày ha. Ta ghi ngày như người ta cúng rồi đó. Ghi ngày người ta dính hay là cúng. Nó cúng ở đây ta cũng có tu sửa rồi đó. Dạ. Hồi xưa để có cái hình này giống bác gái ở đâu chưa chú. Ui da ui da ông ui da ông chết ui da. Ôi ôi trời cái tai nguyên con gỡ cho nguyên bầy ông luôn rồi. Con này nó không sưng. Ôi da trời ơi nó chích nguyên cái tai chụp vô cái bầy ông luôn. Biết rồi. Nè. Nổi ốc cục hết trơn rồi nè. Ôi nó chích mấy dít vô bàn tay luôn rồi. Từ đó chứ nguyên đó. Ôi ơi. Biết rồi đây nè cái mảng xà rồi không? Đá bầy ông hình mảng xà ha. Cái miệng mảng xà nè. Cái miệng mảng xà. Con mắt nè. Quá ông ngóc đầu cua quá, ra người ta xích mũi già nhất quá nhất rồi bà con cô bác ơi ở đâu nguyên bầy ông dướng vô mọi người nhìn bên đây là thấy rất là rõ nè giống cái đầu của bản xã bầy ông cả nhà đi lên đứng tôi chỉ cách sao hòn hòn đá bắt giái chút dạ mình lên đây mình coi hòn đá bắt giái bắt giới cho bắt giới hả kìa giống kìa nè cái mỏ đó thấy chưa ôi giống hệt à để mình đi xuống đây mình quay cái mỏ cho mọi người thấy nè giống hệt bắt giới luôn đây bên đây đó hòn đá giống hệt bắt giới kìa cái mỏ rồi con mắt đó rõ ràng luôn lúc cái đầu ra luôn cái mình luôn y gan luôn đó cái mỏ ở đầu đó mọi người y gan bắt giới à đây hả chú ủi heo rừng có dây mướp nữa kìa nhìn đi gan bắt giới luôn bên đó núi gì chú núi dài Hòa Long Sơn dạ núi dài Hòa Long Sơn Hòa Long Sơn là gồng ở dưới dạ nhìn quá đẹp luôn từ xa nhìn quá đẹp cái này là núi dài có gốc dài núi dài là cái này Long Sơn núi dài là người núi dài Văn Liên đó ha không phải dài một bên bên phía bên kia phía bên kia này đây là cái đầu phụng đó không hòn đá này là phụng ha anh dạ còn cái này là nguyên cái bộ mình nè cái đường này là cái cách dạ đúng rồi trên đó cái đầu giống như có sừng cái đầu nó kìa có cái mỏng á mỏng á cái mỏng đó dạ nhìn giống như cái bà cánh của ông phụng vậy đó đúng rồi y gan còn cái đuôi nè cái đuôi là đang quay nè quay cái đuôi là nãy là con mãng xà nó hả nó muốn nuốt đuôi phụng đó thấy không dạ nó cái đuôi nó đó
À, y gan luôn. Y gan không? Nó cái đường đường đó. Còn ở trên đó là mẫu. Mẫu mẹ dưới. Mẫu mẹ dưới chiền. Rồi Cao Hớn mình xin dừng clip về Phụng Hoàng Sang tại Liên Hoa Sơn. Núi Tượng. Khung cảnh ở nơi này rất là đẹp luôn quý bà con cô bác. Rồi Cao Hớn mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi clip của mình nha. Đây, những cái hòn đá rất là kỳ bí và đẹp.